Xin chào các bạn. Thông điệp của chúng ta ngày hôm nay là niềm vui bạn sắp nhận được là gì? Rồi bây giờ các bạn chọn tụ nha. Các bạn tụ 1, tụ 2, tụ 3. Rồi. Xin chào các bạn tụ 1. Niềm vui bạn sắp nhận được là gì? Để mình xem nha. Chúng ta sẽ có 3 thông điệp trong bộ này. Các bạn có contract, invite, wow và victory. Ở đây á là các bạn thấy á, các bạn nhận được cái sự công bằng á, tức là cái chiến thắng thành công sẽ thuộc về các bạn. Nhưng đồng thời các bạn cũng sẽ đối diện với những cái nguồn năng lượng của so sánh, ganh tị, đố kỵ. Cho nên bạn thấy á, lên cái thông điệp y hệt như là một cái cuộc thi á, mà nó rất là cân bằng và bạn chính là cái người nhận chiến thắng á. Nhưng mà các bạn thấy á, đây vẫn là cái tần số rung động mà trong đó nó vẫn kích hoạt cái sự so sánh hoặc ganh tị, đố kỵ. Tuy nhiên á, bạn vẫn nhận được cái niềm vui á, tại vì bạn chính là cái người sẽ thành công chiến thắng. Rồi để mình xem tiếp nha. Cái này chúng ta cũng sẽ có 3 thông điệp. Các bạn có protect by angel, bạn được sự bảo vệ của thiên thần. Joy the light, wow. Các bạn thấy là cái niềm vui và sự hân hoan sẽ đến. Và wow, friend blessing. Bạn thấy là cầu vồng phước lành á. Phước lành là đang gọi là tắm tưới cuộc đời của các bạn nha. Cho nên bạn thấy lên thông điệp là thấy rõ. Các bạn có thể đối diện với con người hoặc là sự kiện. Chúng ta không phán xét xấu tốt, đúng sai ở đây. Nhưng mà mình sẽ mô tả cái năng lượng của con người hoặc là sự kiện bao xung quanh các bạn vẫn còn nằm trong tần số năng lượng của sự cạnh tranh. Cái năng lượng này nó vẫn là cái nguồn năng lượng chưa có vượt quá 200 Hz. Tức là nó vẫn còn nằm trong cái năng lượng là mình phải đấu tranh, cạnh tranh. Nhưng mà các bạn sẽ được bảo vệ khỏi cái nguồn năng lượng tiêu cực á. Cho nên bạn thấy có những cái vấn đề của cái sự cạnh tranh với nhau nè. Nhưng mà bạn là cái người sẽ được thiên thần bảo hộ. Bạn sẽ không có bị ảnh hưởng nha. Rồi ở đây là cái niềm vui và sự hân hoan, sự hân hoan sẽ đến với bạn. Ở đây là đã mở ra một cái cánh cổng chào đón cái phước lành bước vào cuộc sống của các bạn nha. Trời ơi, để từ từ mình xem nào. Các bạn thấy cái diễn đạt của mình nó hơi bị khó đó. Lightning breakthrough nè mọi người. Breakthrough là nó có những cái sự thay đổi, đột phá đó. Cho nên là giống như kiểu bạn có những cái bước nhảy vọt, những cái sự khác biệt rất lớn, hoặc là những bước phát triển mang tính chất đột phá nha. Khác hoàn toàn, giống như là cuộc đời bước qua một cái bước ngoặt mới. Đây sẽ là một sự thay đổi vô cùng lớn trong cuộc đời của các bạn tụ một nha. Giống như mình sẽ ví dụ một cái khoảng thời gian rất dài, nhiều tháng, nhiều năm, là bạn chỉ cảm thấy là sao mình không có làm chủ cuộc sống của mình, hoặc là bạn cứ vướng vào trong vòng lặp, hoặc là bạn nằm ở cái năng lượng của bạn cho rằng là sự thất bại á. Cái đó là cái cách mà bạn cho rằng như vậy nha. Thì đây á, là một cái bước đột phá rất là lớn, tức là bạn thoát khỏi cái năng lượng như vậy. Cho nên mới gọi là giống như đánh dấu một cái bước ngoặt á, cuộc đời của các bạn hoàn toàn sẽ khác đi. Thì có nghĩa là bạn sẽ tự tin nè, hoặc là làm chủ cuộc sống của bạn, hoặc là những cái sự thay đổi đến với cuộc sống á, nó mở ra những cái chương rất là khác biệt với cuộc đời bạn. Tiếp theo nữa các bạn có listening. Đây là
tần số rung động của sự chữa lành. Chữa lành cho những cái tình huống mà bạn từng mắc kẹt á. Để mình niềm vui bạn sắp đón nhận. Wow, chính xác là như vậy nè mọi người. Healing the heart, chữa lành cho những vấn đề của trái tim, kể cả là tổn thương nào nha, kể cả là tổn thương của tình thân hoặc là tình yêu, hoặc là một cái vấn đề mà giống như đâm vào tim của bạn á, làm cho bạn rất là tổn thương về đứa trẻ bên trong á, là thực sự cái nguồn năng lượng chữa lành là đến với bạn rồi. Chữa lành nó không phải là sự an ủi nha mọi người. Nếu như các bạn còn hiểu rằng chữa lành nó chỉ là những cái vấn đề an ủi là xoa dịu, là các bạn đã hiểu không hết cái ý nghĩa của chữa lành á. Chữa lành nó không phải là an ủi, nó không phải là những cái lời nói vỗ về tâm lý, không phải thế nha mọi người. Chữa lành là nó là mang thông điệp của cái việc làm cho cuộc đời của bạn nó khác hoàn toàn á. Nó không còn bị vướng vào cái vòng lặp của giai đoạn trước á. Cái đó mới là chữa lành nha. Ví dụ bạn tổn thương sự nghiệp thì có nghĩa là cái sự nghiệp của bạn được chữa lành, nghĩa là bạn sẽ xây dựng lại cái sự nghiệp cho bạn á. Hoặc là bạn tổn thương về tình cảm, tình thân, tình yêu nè, có nghĩa là bạn sẽ thoát khỏi hoàn toàn cái năng lượng tổn thương đó. Bạn sẽ có một cái góc nhìn rất là khác biệt. Và cái lĩnh vực của tình yêu hoặc tình thân của bạn á, là bạn thấy có những cái bước ngoặt mới. Wow, be free, fluid. Đây là năng lượng của cái sự trù phú á, sự thịnh vượng, sự trù phú nha. Để mình xem. Các bạn có The Emperor. Nữ hoàng kiếm. Phát triển về mặt nhận thức á mọi người rất là cao. Bạn thấy trí tuệ nè, nhận thức của bạn á đang lên rất cao nha, làm chủ cuộc đời mình nè. Hay of Cups, wow, như mình nói luôn, kể cả vấn đề của tình yêu á, là các bạn cũng có tình yêu mới nè. Hoặc á là cái sự chữa lành trong tình yêu của các bạn nha, nó sẽ là không còn những cái giai đoạn, không còn những giai đoạn của phòng lập, của tổn thương, là của từ chối, của gặp người không đúng gì đó, là không còn giai đoạn đó nha mọi người. Các bạn có chín kiếm. Justice. Nãy giờ lặp lại hai lần nha. Và tiếp nữa các bạn có Spirit. Wow. Ở đây là đang nói về cái tinh thần, tính cách của các bạn. Bạn cũng là một người rất công bằng, rất công tâm, rất là chính trực. Và cái sự công bằng của cuộc đời cũng đến với bạn y hệt như những gì mà bạn trao ra cho cuộc đời này luôn. Ví dụ như bạn ứng xử nè với mọi người á, thường là bạn có cái sự công bằng dữ lắm. Tức là bạn biết về bản thân, rồi bạn có nghĩ đến người khác nữa, thì có nghĩa là cuộc đời cũng sẽ đối xử lại với bạn theo cái cách mà bạn đối xử với cuộc đời. Cho nên là bạn sẽ không có còn, bạn vượt qua được cái giai đoạn mà suy nghĩ nhiều nha. Những cái giai đoạn bạn suy nghĩ thật nhiều là có kết quả. Tức là bao nhiêu cái sự nỗ lực để mà gọi là động não để mình suy nghĩ giải quyết vấn đề, thì mình thấy là cái kết quả tuyệt vời nó đến, nó bù đắp cho các bạn dữ lắm. Chứ không có phải là cái thời gian các bạn bỏ công sức ra suy nghĩ nhiều mà không có đạt gì là nó không phải như thế nha mọi người. Tức là cái sự công bằng sẽ đến với bạn á. Bạn tìm được cái giải pháp.
My God. Wow. Vua gậy. The Magician. Wow. Bài bản mình rất là đẹp á. Bảy xu. Các bạn có 10 kiếm. 10 kiếm là các bạn cũng sẽ lưu ý luôn những cái vấn đề giao tiếp, và bạn giao tiếp trong tình huống nào, bạn đang giao tiếp với ai. Rồi, thì trong cái khoảng thời gian này, tại vì bạn thấy nè, cái chiến thắng của bạn, nhưng nó cũng nằm trong cái năng lượng của sự ganh tị, đố kỵ, cạnh tranh. Cho nên là, rồi bạn thấy ở đây là bạn vùng lên, bạn đột phá lên thành vua gãy, tức là cái sự thành công rất mạnh ở công việc của bạn. Rồi bạn còn là cái người giống dựa vào chính mình, tự thân lập nghiệp. Hoặc là bạn sẽ sáng tạo ra cuộc đời bạn á. Bạn rất là làm chủ cho đường đi nước bước của bạn, cho công việc của bạn, cho cuộc sống bạn. Rồi ở đây là bạn thấy tiền bạc á, những cái phước của bạn đang được tích lũy dần á, đến đúng cái thời điểm là bạn sẽ được nhận. Cho nên là bao nhiêu cái phước của bạn đều là được tích lũy nha. Nhưng ở đây các bạn có 10 kiếm thì các bạn cũng sẽ lưu ý là cái tình huống bạn đối diện và những con người bạn tiếp xúc, nó cũng có thể là cái nguồn năng lượng của cái sự cạnh tranh nó rất là lớn. Nó sẽ làm cho các bạn có một cảm giác rất là stress. Cách nữa là trong cái giao tiếp, kể cả là trực tiếp hoặc qua gián tiếp, thì các bạn cũng sẽ lưu ý có thể là bị sai lệch, phải chỉnh sửa, phải sửa chữa, hiểu lầm với nhau là cũng có luôn. Rồi, cái là bạn rất cần lưu ý, nhất là trong cái giai đoạn của sao thủy nghịch hành nữa. Thủy tinh á, hành tinh thủy tinh là nghịch hành nữa, thì nó liên quan đến vấn đề của giao tiếp, mạng xã hội đó, rồi điện internet này nọ, là các bạn sẽ rất lưu ý. Nó có thể làm ví dụ như bạn đang làm một cái công việc gì đó thì nó có thể bị sai lệch thông tin nào, hoặc là nó có thể là bị ngắt quãng. Cho nên là các bạn cần lưu ý hắn, và không có cần thiết là phải bực bội và khó chịu về cái vấn đề của giao tiếp khi mà các bạn gặp vấn đề đâu nha. Tại vì giao tiếp trực tiếp, người nói chuyện với người, hoặc là giao tiếp gián tiếp thì đều có thể bị trục trặc trong thời gian này. Đó là chuyện rất bình thường. Cho nên là các bạn đừng có bực bội nha. Các bạn bực bội thì có nghĩa là các bạn sẽ dễ dẫn đến cái stress về tinh thần dữ lắm. Nhưng đây là một cái điều diễn ra rất là tự nhiên, bởi vì cái năng lượng vũ trụ nó đang như vậy, chứ không phải là tại các bạn, mà cũng không có phải là tại người khác. Cho nên đây là cái bình thường trong thời gian này. Mình cứ điềm tĩnh và mình chỉnh sửa lại sau đó thôi. Hoặc là bạn không cố gắng chỉnh sửa thì chăng nữa, thì qua cái thời gian bị hiểu lầm, hiểu sai, hoặc là sai lệch cái gì đó, thì tự động cái năng lượng nó cũng sẽ có sự điều chỉnh. Ok. Rồi. Còn cái vấn đề ha, bạn chiến thắng, thành công, thăng tiến, làm chủ sự nghiệp nè, tiền bạc nè, rồi những cái vấn đề mà từng gây tổn thương cho đứa trẻ bên trong á, thì bạn thấy là trong cái năng lượng rất là phát triển luôn nha. Nhưng đồng thời cái năng lượng của so sánh, cạnh tranh nó cũng cao nữa. Cho nên bạn vừa có bước phát triển, nhưng đồng thời bạn cũng sẽ đối diện với những cái thách thức để thử thách cái sức mạnh ý chí của các bạn nha. Rồi. Mình xin kết thúc thông điệp các bạn tụ 1. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào các bạn tụ 2. Niềm vui bạn sắp nhận được là gì? Rồi, mình để đây nha. Ok. Niềm vui bạn sắp nhận được. Chúng ta sẽ có 3 lá nha. Caring Connection, wow. Cực kỳ tốt cho các mối quan hệ của các bạn nha. Kể cả là tình thân hay là tình yêu nha mọi người. Contract. Rồi, bộ này chúng ta có 3 lá. Dodge Value, xuất sắc nhất là các bạn tụ 2 luôn. Tại lên 3 rất là rõ. Các bạn còn mở rộng con đường tiền của các bạn nữa nè. Wow, rất là đỏ tiền nha, đỏ tình luôn. Ở đây á, các bạn mối quan hệ của bạn sẽ có sự quan tâm nhau nhiều hơn,
thể hiện tình cảm nhau nhiều hơn, là cực kỳ yêu thương luôn. Thật sự cái năng lượng tình yêu rất là dễ thương luôn. Và ở đây là tự nhiên một cái cán cân công lý nó nằm giữa hai thông điệp của tình cảm và tiền bạc nè mọi người. Điều này chứng tỏ là tiền và tình của các bạn rất là cân bằng nha. Cân bằng nó không có phải là bên này được thì bên kia giảm, là không phải đâu. Rất cân bằng luôn. Hoặc đây cũng là một cái thông điệp cho thấy á, cái tình cảm của bạn, bạn được nhận về á, là do, cũng là do cái sự nỗ lực của các bạn. Rồi tiền bạc mà bạn nhận về cũng là do sự nỗ lực của bạn á. Tức là bạn đang nhận lại về một cái nhân quả rất là tốt. Trời, các bạn tuổi 2 rất là ok luôn nha. Niềm vui bạn sắp nhận được. Tiếp theo, chúng ta sẽ có 3 lá trong bộ này. Các bạn có Navigating by the Star, Follow your Bliss. Cái này á, là bạn được hướng dẫn á, bởi các vì sao. Cái này nó mang thông điệp á, thật sự bạn có sự hỗ trợ từ vũ trụ trong thời gian này luôn. Bạn được sự hướng dẫn bởi các thiên thần. Rồi ở đây còn là bạn cứ lắng nghe tiếng nói từ trong trái tim, hoặc là bạn nên đi theo cái lý tưởng ước mơ của bạn nha. Khi mà bạn đi theo lý tưởng ước mơ của bạn á, là không phải một mình bạn tự mò mẫm đường đâu, mà bạn sẽ được vũ trụ hướng dẫn cho bạn nữa. Wow, Vat Vitas Ipan mở rộng chân trời của bạn á. Ở đây liên quan đến sự di chuyển nè, hoặc là liên quan đến cái việc bạn nâng cao hơn nữa nha, hoặc là việc học, hoặc là công việc, hoặc là sự di chuyển, hoặc là sự thay đổi trong cái nơi chốn đấy. Rồi, hoặc là bạn mở rộng cái sự hiểu biết của bạn nhiều hơn nha. Bất kể là một hình thức nào nha mọi người, wise leader, nhà lãnh đạo khôn ngoan nè, bạn giống như là ngọn hải đăng cho người khác luôn. Bạn có cố tình hay là không cố tình gì đi chăng nữa thì bạn vẫn giống như là một tấm gương á. Bạn là một tấm gương cho những người rất là tin tưởng các bạn nè. Rồi anh, hoặc đây là một tiềm năng mà không biết bạn nhận ra được ở chính các bạn chưa nha. Tức là bạn có tài năng lãnh đạo á, chắc chắn luôn á. Cho dù bạn không thích lãnh đạo gì đi chăng nữa thì bạn vẫn là cái người có năng lực đó. Bạn là cái người có khả năng á, để mà giống như sáng tạo ra đường đi á, tạo ra cuộc đời bạn. Người tiên phong nè. Hoặc là bạn là cái người mà có khả năng khích lệ á, khiến cho người khác và người ta sẽ nhìn thấy cái cách của bạn á, mà người ta sẽ sáng tạo ra cuộc đời của họ luôn. Cho nên mới nói bạn là ngọn hải đăng á. Để mình tiếp. Đó rất là bản lĩnh. Trời ơi, điểm danh ha, điểm danh không biết bao nhiêu bạn chọn tụi 2 nha. Lên năng lượng rất là tuyệt vời nha mọi người. Để mình tiếp nha. Các bạn có cycle liên quan đến những chu kỳ, điều đó có tính chu kỳ á. Để mình xem. Wow, bạn thấy đám mây á, bạn nhìn đám mây á là nó vô định lắm, nó có thể trôi đi bất kỳ nơi nào và nó có thể có được những cái hình dạng nó rất là khác biệt. Và đám mây á còn là phụ thuộc vào cái trí tưởng tượng hình dung của các bạn nữa. Cho nên cái này nó đang nói về cái sự sáng tạo ở nơi bạn. Một món quà của tạo hóa mà bạn đang có chính là cái khả năng tưởng tượng hình dung, khả năng sáng tạo. Và đầy cái cảm xúc nữa nha. Nhất là khi nào bạn có nhiều cảm xúc thì khi đó là bạn sẽ thấy là cái sức sáng tạo của các bạn rất là lớn. Năng lượng của các bạn có một điểm gây ấn tượng, một điều đặc biệt ở nằm ở chỗ. Bạn vừa là một người rất là lý trí, rất là tinh thần mạnh mẽ. Và bạn cũng là một người dạt dào cái cảm xúc luôn. Hai cái điều này mà cộng lại với nhau
là bạn thấy bạn sẽ làm chủ được cuộc đời á. Tại vì nếu như bạn có cái sức, bạn nhiều cảm xúc nào, và bạn có sự sáng tạo là bao la, mà tinh thần của bạn lại không mạnh mẽ, thì trong cái trường hợp đó thì bạn sẽ rất là dễ bị cuốn theo người khác, hay còn gọi là có tài năng á, nhưng mà dễ bị lợi dụng. Còn á, ở đây bạn đặc biệt ở một chỗ là bạn có thể làm chủ cuộc đời bạn á, cho nên thành ra là mà bạn lại có cái khả năng sáng tạo thì đây chính là một điểm cộng thêm vào nữa, thì bạn lại càng mạnh nữa. Khí, không khí mọi người, không khí nó cũng là cái vấn đề của bạn có thể lan tỏa khắp mọi nơi á. Nhẹ ăn nhiều, bạn ở đây rất là có nguy cơ trong cái việc bạn có thể cái gì đó mà bạn sẽ lan tỏa được nhiều, bạn có sức ảnh hưởng nè, hoặc là cái sự sáng tạo của bạn là không có giới hạn. Tuy nhiên lắng nghe tiếng nói từ trái tim nha mọi người, và wish upon a star có nghĩa là bạn cái khả năng cao là đúng cái thời điểm luôn á, tức là đúng cái thời điểm mà kể cả năng lượng vũ trụ cũng hỗ trợ cho cái việc bạn đạt được ước mơ luôn nha. Hãy cứ đi theo cái ước mơ lý tưởng của mình nha. Bạn nên tìm mọi cách để đi theo cái lý tưởng ước mơ của các bạn, bởi vì kể cả vũ trụ cũng đang ủng hộ cho cái việc bạn đi theo ước mơ của mình. Wow, shining rule, bạn rất là tỏa sáng luôn á. Có nghĩa là không có cách nào mà giảm đi cái ánh sáng của bạn lại nha. Tiếp nữa, a powerful, bạn có động lực rất là mạnh mẽ. Đang có những cái động lực rất là mạnh mẽ để cho các bạn gọi là bùng cháy, tỏa sáng. Để mình tiếp nào. Mình nghĩ các bạn mà chọn tụ hai cũng sẽ là cái người mà yêu những cái đơn giản của cuộc sống, hoặc là bạn có một cái phong cách sống đơn giản nữa, nhưng mà bạn đầy ước mơ, bạn dạt dào cảm xúc lắm. Rồi, để mình xem nha. Các bạn có 10 kiếm. Có 10 kiếm ở đây là các bạn cẩn thận cho mình những cái giai đoạn trăng tròn, những chu kỳ mặt trăng á, là bạn sẽ rất bị ảnh hưởng. Bởi vì khi đó bạn thấy giống như bạn sẽ yếu đuối, bạn đơn độc, hoặc là bạn còn có những cái vấn đề tổn thương của đứa trẻ bên trong, nó sẽ được kích hoạt vào cái thời điểm trăng tròn. Rồi, bạn chỉ cần lưu ý điểm đó thôi. Cho nên là cái khoảng thời gian đó thì bạn cứ hướng đến cái năng lượng chữa lành nha, không cần phải làm gì nhiều trong cái khoảng thời gian đó. Wow, xuất sắc, bốn gậy, thành công, đạt thành tựu, chiến thắng, ăn mừng, sum họp đoàn tụ, thành công, Hierophant. Rồi, để mình tiếp. The Empress luôn. Một kiếm. Và Ace of Earth luôn nè mọi người. Một xu. Wow. Ở đây là lên năng lượng của bậc thầy á. Bạn có thể đạt đến cái khả năng, cái phiên bản cao nhất mà bạn có thể. Bạn đang trong cái giai đoạn sẽ đạt được đến cái gọi là best version, cái phiên bản tốt nhất của bạn á. Wow. Rồi, nhiều cái cơ hội đến với bạn nữa nha. Cơ hội của cái sự phát triển về tinh thần. Tinh thần nha mọi người. Là ở đây á, là về trí tuệ á, về không chỉ giới hạn trong cái tâm trí của bạn đâu, mà còn cao hơn nữa. Những cái vấn đề nó vượt khỏi cái tâm trí của bạn. Về tinh thần, về tâm linh đó mọi người. Tức là bạn sẽ còn phát triển, bạn vượt qua khỏi giống những cái vấn đề của nhị nguyên á. Nó sẽ có những cái trực nhận, trực giác, vượt khỏi cái trực giác nữa. Nếu bạn nào mà tìm hiểu về tinh thần á, là bạn mới hình dung được mình đang nói gì á. Tại vì đây là những cái vấn đề nó rất là siêu việt. Nó siêu việt cho nên là bàn luận nhiều á, thì dễ khiến người khác hiểu lầm là xa đà và mê tín. Cho nên là mình chỉ dừng lại ở đây thôi. Tức là cái vấn bạn có thể đạt đến cái phiên bản siêu việt á, mình chỉ nói thế, các bạn tự tìm hiểu thêm về chính mình nha. Rồi,
và Ace of Earth là bạn có cái cơ hội về tiền bạc luôn. Rất là tốt ha. Nữ hoàng nước nè. Nữ hoàng nước như mình nói rồi, nữ hoàng nước là ai? Là bậc thầy của sự sáng tạo á. Tại vì nữ hoàng nước cái cảm xúc rất là nhiều. Nữ hoàng nước là đại diện cho người của sự thấu hiểu và yêu thương á. Hai kiếm. Một ly nè mọi người. Bạn có một kiếm, một xu và một ly, nãy giờ ba số một rồi đó. Bạn có The Hermit. Kỵ sĩ gậy. Bạn chính là cái người rất độc lập trong cái việc tìm tòi á, bất kể vấn đề nào luôn. Kể cả những cái vấn đề thực tế á, 3D nè. Rồi kể cả những vấn đề của tinh thần siêu việt thì bạn đều là những người rất là bạn độc lập trong cái việc tìm hiểu, thậm chí bạn còn là người kín đáo nữa. Nhưng mà khi mà bạn hành động thì bạn cũng rất là say đắm nha. Bạn rất là nhiệt huyết trong cái hành động. Và bạn cũng là cái người giống như cũng hòa đồng, cũng vui vẻ nữa. Nhưng mà cái thế giới tìm hiểu khám phá của bạn á, nó là một cái thế giới dành riêng cho bạn. Bạn rất độc lập trong cái việc tìm hiểu. Cái nguồn hạnh phúc mới đến nè, nguồn cảm hứng tuyệt vời, rồi kể cả là cái sự yêu thương thật nhiều trong tình yêu là đã đến với các bạn nha. Có một số bạn có thể còn qua giai đoạn của kết hôn cũng có luôn. Đây, mình xin kết thúc thông điệp các bạn tụ 2. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào các bạn tụ 3. Niềm vui bạn sắp nhận được là gì? Để mình xem nha. Chúng ta sẽ có 3 lá trong bộ này. Niềm vui bạn sắp nhận được. Đổi. Caring Connection. Các bạn tụ 3 với tụ 2 cũng có một chút giao nhau năng lượng nha. Rồi. Các bạn đang có niềm vui trong các mối quan hệ tình thân hoặc tình yêu. Happy Family, wow, ở đây có nhiều cặp đôi yêu nhau. Và ở đây cũng có nhiều những bạn đã có gia đình rồi luôn nha. Và không hẳn các bạn có gia đình đâu, các bạn có thể đang yêu, nhưng đây là gia đình lớn của bạn. Tức là cái niềm vui tràn đến các bạn á, chính là cái sự chữa lành rất lớn luôn trong mối quan hệ của các bạn. Cái sự quan tâm yêu thương chăm sóc lại nhau nè, rồi có luôn sự chữa lành trong gia đình của bạn luôn. Gia đình lớn cũng có sự chữa lành luôn nha, hoặc là gia đình nhỏ. Tiếp nữa, đây năng lượng của The Magician Mirror, nó có đang nói về những vấn đề của xoay gương ở đây ha. Để xem từ từ nha mọi người. Soi gương ở đây thì nó cũng có thể như thế này nè. Tức là nhiều bạn á, khi mà nhiều khi trước đó các bạn thường hay trách móc á. Ví dụ bạn còn đang trong cái tần số tổn thương á, thì bạn sẽ nghĩ mối quan hệ tình yêu của bạn hoặc là trong gia đình á, có cái vấn đề thế này kia. Nhưng sau đó nhiều năm chẳng hạn, thì tự nhiên bạn chợt nhận ra khi mà bạn lớn hơn rồi á, bạn bắt đầu đảm nhận những cái vai trò trách nhiệm cao hơn á, thì bạn mới bắt đầu có cái nhìn thông cảm vào. Cái này mình đang giải thích cái thông điệp này nha mọi người. Tùy câu chuyện của các bạn nó sẽ khác nhau nha. Nhưng mình muốn nói là một cái sự thấu hiểu, bạn thấu hiểu vì bạn trưởng thành và bạn lên cái năng lượng của cái việc là bạn có vai trò trách nhiệm cao hơn. Nhưng đây là một cái niềm vui mà nó sẽ khiến cho bạn vô cùng hạnh phúc á. Tại vì đây là một trong những cái điều quá lớn của một đời người. Tức là bạn sẽ cảm nhận được một cái mối quan hệ true love thật sự là như thế nào. Một cái tình yêu thật sự nó khác biệt hoàn toàn với cái gọi là tình yêu độc hại là như thế nào á. Rồi ở đây là bạn thấy, bạn hiểu được cái gọi là chữa lành trong mối quan hệ gia đình thật sự là như thế nào. Cho nên mình mới nói là
một trong những cái chuyện rất lớn bạn đang chạm đến nha. Rồi, mình tiếp tục để mình chờ mình nào mọi người. Wow, có những cái kế hoạch nó rất là thiêng liêng dành cho bạn á. Passion, pleasure, niềm vui, chung vui với nhiều người. Chung vui với nhiều người, thậm chí cả người đã quen lẫn người mới quen. Thậm chí những người tình cờ quen biết. Bạn thấy là cái niềm vui của bạn á, không còn là cái niềm vui của riêng bạn nữa, mà bạn lan tỏa cái niềm vui cho nhiều người. Cái giai đoạn á, mà có giai đoạn bạn tách biệt, các bạn đơn độc, cái điều đó nó là phước lành á. Mặc dù trong giai đoạn đó đôi khi bạn sẽ thấy mình cô đơn, mà mình vẫn phải cố gắng á. Mình phải cố gắng, mình suy nghĩ, mình tìm tòi mọi thứ, mình soi gương chính mình nữa chứ đó. Nhưng cái giai đoạn đó nó lại rất quan trọng, bởi vì giống như bạn sẽ thấy cái phước lành, cái phép màu sau đó nó đến. Rồi có những cái giai đoạn mà bạn thấy bạn rất vất vả, y hệt như mình phải đi trên sa mạc vậy đó. Nhưng mà mọi thứ nó đều nằm trong cái kế hoạch của thiên liêng hết, đều là những cái bài học của các bạn thôi. Water, nước, nước thì còn gọi là mạch máu của sự sống á. Tiếp nữa là một mình sự vận động, cơn gió. Rồi tiếp nữa các bạn có honeybee community, đang nói về mật ong, tổ ong á. Rồi cộng đồng, wow, các bạn thấy không, các bạn thấy mạch nước là như thế nào, là cái sự lan tỏa khắp mọi nơi. Cái mạch nước của mọi người nó lan tỏa như là cái nhánh cây á, như cái nhánh cây nó lan tỏa tẻ nhánh đó. Tổ ong cũng vậy, bạn thấy tổ ong nó cũng là đại diện cho cái gì đó, là một cái cộng đồng nó rất là rộng lớn. Gió cũng vậy, gió cũng là bay khắp mọi nơi. Chắc chắn nó sẽ có một điều gì đó ở trong cái cuộc đời của bạn là bạn phát triển như vậy á, tức là bạn phát triển y hệt như là tẻ cái nhánh cây á, cứ tẻ nhánh lan tỏa khắp mọi nơi. Bạn xem nha, bạn có thể đi nhiều nơi, hoặc là bạn phát triển cái công việc nó rộng lớn như vậy đó, hoặc là bất kể một điều gì thì cái năng lượng của bạn nó y hệt vậy nha. Grateful, wow, liên quan đến điều kỳ diệu này, phước lành, một cái hạnh phúc nó tràn đầy trọn vẹn á. Endless possibility, những cái khả năng của bạn là không có giới hạn. Các bạn thấy rõ ràng là bạn đang phát triển một điều gì đó mà không có giới hạn á. The Royal Jewel, bạn được vinh hạnh, vinh danh, rất là vinh quang, cái sự vinh quang đến với bạn. Cái sự vinh quang và sự trọn vẹn đang đến với bạn nha. Cho nên các bạn xem, một là công thành danh toại nè, hai là bạn được khẳng định, bạn đã chứng minh được cái danh dự, cái uy tín, cái khả năng của bạn. Pay up source, một kiếm, một xu. Ủa sao năng lượng các bạn tụ 2 và tụ 3 có gì đó nó hơi tự tự ạ. Một kiếm một xu, cho nên các bạn có thể tham khảo qua lại hai tụ bài được nha, 2 và 3. Rồi, đấy. Các bạn cứ việc tìm tòi á, ví dụ bạn đang tìm cách để phát triển, bạn lên mạng xã hội nhiều, bạn tìm cách phát triển, hoặc là bạn tìm kiếm thông tin bất kể cái hình thức là như thế nào, đều là ok hết á, đều sẽ dẫn đến cái sự chiến thắng cho bạn á. Tức sẽ ra ý tưởng, ra cái cách thức, ra sự khởi đầu mới. Tiếp tục nha mọi người, tiếp tục là tiếp cái quá trình tìm hiểu của bạn á. Hoặc là bạn đang tìm cái công việc, thì dường như đây là một cái điều nó, đây là một cái thông tin là bạn gần như là chắc chắn là bạn sẽ tìm thấy á, tìm thấy cái công việc, tìm thấy cái thông tin. Bạn có 5 kiếm.
năm kiếm mà máu me tùm lum kìa mọi người, the Hierophant. Rồi mình sẽ giải thích điều này cho các bạn là King of Earth. Rồi bạn có năm kiếm, nếu như bạn đang trong những ngày tháng qua mà bạn gặp những cái lời ăn tiếng nói mà làm tổn thương bạn, y hệt như năm cái kiếm mà nó cho các bạn máu me tùm lum nè, thì đây là một cái bài học cho sự phát triển về tinh thần. Và bạn có gặp quý nhân nha, quý nhân của bạn có thể là một người lớn hơn bạn. Cho nên á, cái năm kiếm ví dụ như những lời nói gây tổn thương nè, lời nói xúc phạm danh dự gì đó vân vân, thì một điều mà các bạn cần phải lưu ý chính là cái việc bạn không được để cái năng lượng tiếng nói tổn thương đó mà ảnh hưởng đến bạn, là bạn sẽ rất có lỗi với bản thân nha. Tức là bạn có thể nghe cái tiếng nói đó nhưng không có tiếp nhận. Không cần thiết phải tiếp nhận nha. Tại vì bạn nên nhớ Royal You là cái sự vinh quang của bản thân á. Hãy nhớ đến cái giá trị của bạn. Còn những cái tiếng nói gây tổn thương á, có nghĩa là bạn nghe, bạn vứt ra bên ngoài. Rồi kể cả đó là cái người mà có quyền lực hơn luôn, trong cái tổ chức công ty gì đó của bạn luôn, thì cái này là để bạn học một cái bài học về tinh thần. Nghĩa là cái bài học về tinh thần của các bạn là không được đánh mất chính mình khi mà mình nghe những cái tiếng nói làm tổn thương mình. Tức là bạn phải có sự mạnh mẽ. Cho nên đây là một cái bài học tinh thần rất là quan trọng đó, tại vì cái này là bạn đang trong cái bài học để vượt qua cái nỗi sợ của bản thân. Tiếp theo nữa, một cái thông tin là ở đây bạn Vusu là có thể đây là bạn, nhưng đây cũng có thể là một cái người khác. Nhưng đây là một năng lượng tuyệt vời. Đây là quý nhân của bạn, hoặc chính bạn cũng sẽ thông qua những cái sự thử thách vừa qua thì bạn có thể vùng lên, hay bạn trở thành Vusu luôn. Bạn có nhiều những cái thành tựu ổn định. Bạn có những cái chiến thắng trong cái sự nghiệp của bạn, cuộc sống của bạn, tiền bạc, vật chất. Rồi, để mình tiếp. Ở bên ngoài hơi ồn, có tiếng động gì là các bạn cứ bỏ ngoài hết nha. Tám gậy. Wow, the world nè mọi người. Trời ơi, rất là tuyệt vời đó. 6 xu luôn. 2 ly. Rồi. Các bạn tụ 3 cũng làm cái năng lượng rất là xuất sắc. Công việc của bạn hanh thông, thậm chí là khi mà bạn vượt qua được những cái tiếng nói, tại kiếm thì nó sẽ liên quan đến giao tiếp, suy nghĩ, tinh thần. Là bạn thấy công việc của bạn thậm chí nó còn chạy nhanh hơn nữa. Công việc đi nhiều nơi hoặc là phát triển nhanh nè, bạn hoàn thành một cách xuất sắc trong công việc của các bạn luôn, hoặc là các bạn có liên quan đến nước ngoài, bạn làm việc với nước ngoài, hoặc là có nhưng mà bạn sẽ được thể hiện ở cái phiên bản tốt nhất của bạn á. Đồng thời là tiền bạc vật chất là một cái sự dư giả trở lên, còn trong những cái mối quan hệ thì cái mối quan hệ rất là tốt nha mọi người, kể cả là tình bạn, là tình yêu hoặc tình thân, là bạn thấy là được phước lành, được vũ trụ ủng hộ hỗ trợ cho cái lĩnh vực các mối quan hệ của bạn, phương diện nào cũng đều là rất là chân thật, ở đây đều có những cái sự hỗ trợ lẫn nhau nữa. Ok, mình xin kết thúc thông điệp. Cảm ơn các bạn rất nhiều.